Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang cùng theo dõi những diễn biến trực tiếp từ nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình, nơi đang diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ vòng chung kết và xếp hạng nam của giải bóng chuyền quốc gia và quốc gia năm 2022. Và trận đấu chúng tôi xin trân trọng giới thiệu điều khiển trận đấu tổ trọng tài Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Trọng tài thứ nhất ông Nguyễn Quyền Phương. Giữa La Vi Long An và sổ số 9 trọng tài thứ hai ông Nguyễn Tấn Tiến và hai trọng tài của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Trọng tài thứ nhất là ông Nguyễn Việt Phương và trọng tài thứ hai đó là ông Nguyễn Tấn Tiến. Đây là trận đấu xếp hạng 9-10 hay còn gọi là trận đấu chung kết ngược giữa La Vi Long An và sổ số Kiến Thiết Vĩnh Long. Bởi đội hình ra sân của đội La Vi Long An sẽ giành quyền số 7 Lê Hoàng Hận của trường sẽ phải xuống chơi ở giải hạng A cùng với Bến Tre. Còn đội thắng sẽ giành quyền trụ lại, sẽ giành quyền tham dự giải vô địch quốc gia mùa sau. La Vi Long An sẽ là những người phát bóng trước. Số 16 Văn Mạnh. Đội hình của Long An có hai chuyền hai, đó là số 3 và số 16. Bóng ngoài 2-0 cho La Vi Long An. Ở mùa giải vô địch quốc gia năm nay, La Vi Long An ban đầu được dẫn dắt bởi huấn luyện viên người Nhật Bản, ông Mikihiro Shimizu, cựu huấn luyện viên trưởng của Vật liệu Xây dựng Bình Dương. Tuy nhiên sau đó thì ở giai đoạn quan trọng, đội bóng này đã thay thế trợ lý huấn luyện viên Nguyễn Quốc Vũ đã phải đảm nhiệm vai trò thuyền trưởng để dẫn dắt La Vi Long An. Điểm cho sổ số Kiến Thiết Vĩnh Long 1-2. Người phát bóng đó là chủ công Phúc Thịnh. Hữu Trường. Bóng đã chạm tay chắn và bay ra ngoài sân. 3-1 cho La Vi Long An. Mùa giải năm nay thì giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia sẽ có hai đội phải xuống chơi ở giải hạng A và một trong hai cái tên đó đã là Bến Tre. Đội bóng nào thua trong trận đấu ngày hôm nay cũng sẽ phải xuống chơi ở giải hạng A mùa sau. Còn đội thắng sẽ trụ lại ở sân chơi vô địch quốc gia. 2-3 cho sổ số Kiến Thiết Vĩnh Long. Phát bóng ra ngoài. 4-2 cho La Vi Long An.
đã từng có những giai đoạn mà bóng chuyền Nam Long An là một trong những địa phương có thể nói là top 4 của đội mạnh ở giải bóng chuyền Nam vô địch quốc gia với cái tên Hoàng Long Long An. Nhưng sau khi nhà tài trợ rút lui thì bóng chuyền Long An phải nói là liên tục xuống dốc. Và năm nay thì họ sẽ phải chơi trận chung kết ngược với sổ số Kiến Thiết Vĩnh Long. Một tình huống đập chồng và người đã ghi điểm đó là chủ công người Thái Lan Hasanafan. Tình huống phát bóng của Ngọc Trí. Không được. Thêm một điểm nữa cho sổ số Kiến Thiết Vĩnh Long. Một tình huống mà cây truyền hai Văn Mạnh đã phối hợp không tốt cùng với đồng đội chủ công của mình. Thêm một điểm nữa cho sổ số Kiến Thiết Vĩnh Long. Một trận đấu quan trọng sẽ không có chỗ cho những sai sót như vậy. Điểm cho sổ số Kiến Thiết Vĩnh Long. Tình huống phát bóng ăn điểm ngay. Libero của Long An đã không thể có một tình huống bắt bóng một thành công. Phản đánh bóng của Hữu Trường. Điểm cho La Vi Long An 5 đều. Hai chủ công của La Vi Long An, Hữu Trường và Bùi Công Tuấn Anh có ngoại hình khá giống nhau. Lỗi rồi, đó là lỗi hai chạm với các cầu thủ sổ số Kiến Thiết Vĩnh Long. Điểm 6-5 cho La Vi Long An. La Vi Long An ở vòng bảng, họ nằm ở bảng đấu 5 đội. Với những đội bóng rất mạnh như là Sanet Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Thể Công và Biên Phòng. Trong khi sổ số Kiến Thiết Vĩnh Long nằm ở bảng 6 đội. Đó là bảng đấu của Tràng An Ninh Bình, Vật liệu Xây dựng Bình Dương, Hà Nội, Hà Tĩnh, Vĩnh Long và Bến Tre. Có vẻ như là đã có tình huống challenge, tình huống khiếu nại. Mùa giải vô địch quốc gia 2022 này là mùa giải đầu tiên mà hệ thống khiếu nại video challenge được đưa vào áp dụng ở một giải quốc nội của bóng chuyền Việt Nam. Và theo như luật thi đấu quốc tế thì trong mỗi set đấu mỗi đội sẽ có hai quyền xin challenge, quyền khiếu nại. Nếu họ khiếu nại thành công thì quyền challenge sẽ được bảo toàn. Chúng ta hãy cùng chờ đợi công nghệ video challenge vào cuộc. Như vậy là bóng đã có chạm vào tay chắn. Bóng đã có chạm vào một tay chắn áo xanh. Và trọng tài xác định sẽ đánh lại tình huống bóng vừa rồi. Không được, một tình huống đánh bóng không thắng được các tay chắn Vĩnh Long. Người đã đánh bóng đó là chủ công người Campuchia, Viesana. Chủ công số 20 của La Vi Long An đã không thể thắng được hai tay chắn của sổ số Kiến Thiết Vĩnh Long. Người đã chắn bóng có lẽ là cây truyền hai Trung Hiếu số 12.
điểm 6 đều cho xổ số Kiến Thiết Vĩnh Long. Và người phát bóng tiếp theo sẽ là Asana Phan. Lần này thì đã có điểm cho La Vi Long An 7-6. Tình huống ghi điểm của phụ công Quán Ngọc. Viesana phát bóng. Viesana là một trong hai ngoại bình của La Vi Long An ở mùa giải vô địch quốc gia năm nay. Ngoài Viesana thì La Vi Long An còn một vận động viên ngoại khác, đó là số 14 Hoàng Sinh Chan. Viesana là chủ công của tuyển bóng chuyền nam Campuchia. Và tại kỳ SEA Games 31 vừa qua thì bóng chuyền nam Campuchia đã giành được tấm huy chương đồng khi đánh bại Thái Lan trong trận đấu tranh hạng 3. 8-7 cho La Vi Long An. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Một pha đánh bóng trên chắn của Bùi Công Tuấn Anh, một cựu thành viên của Thể Công. Bùi Công Tuấn Anh là cựu chủ công của quân khu 5 và sau khi đội bóng này giải thể, anh đã thi đấu trong nhiều màu áo khác nhau, gần nhất là Thể Công. Đã có điểm số cho xổ số Kiến Thiết Vĩnh Long và đó là pha ghi điểm của đối chuyền Ngọc Trí, số 11. Hai đối chuyền của xổ số Kiến Thiết Vĩnh Long là Ngọc Trí, còn của La Vi Long An là Hữu Trường, số 9. Viesana. Điểm cho xổ số Kiến Thiết Vĩnh Long 9-8 và đó là pha ghi điểm của Asana Phan. Chắc chắn là trận đấu này chính là trận đấu mà xổ số Kiến Thiết Vĩnh Long cũng như là La Vi Long An sẽ cần những ngoại binh của họ tỏa sáng nhất. Bởi đây có thể nói là trận đấu quyết định cho mục tiêu trụ hạng ở giải vô địch quốc gia năm nay. Đập chồng thành công. Một tình huống phối hợp giữa Hoài Hận và Tuấn Anh. Chín đều. Không được. Pha đánh bóng vừa rồi của Phúc Thịnh đã không thắng được các tay chắn áo xanh. 19 cho La Vi Long An. Long An và xổ số Kiến Thiết Vĩnh Long, tất nhiên là hai đội bóng này không hề xa lạ nhau. Trong quá trình chuẩn bị cho giải vô địch quốc gia, họ cũng đã từng có nhiều những trận đấu tập cùng với nhau. Điểm cho La Vi Long An. 11-9. Nỗ lực cứu bóng của libero La Vi Long An. Bóng vẫn còn trong cuộc. Điểm cho xổ số Kiến Thiết Vĩnh Long. Pha đánh bóng của đối chuyền Ngọc Trí. Pha xử lý luôn của Hoài Hận. Không có một tình huống đánh bóng phối hợp cùng với Hữu Trường. Điểm 12-10 cho các cầu thủ La Vi Long An.
11-12. Pha ghi điểm của Nhật Tân. Phục Hồng mang áo số 5. So với La Vi Long An thì xổ số Kiến Thiết Vĩnh Long đã có nhiều thời gian làm quen với nhà thi đấu Ninh Bình. Xổ số Kiến Thiết Vĩnh Long thi đấu vòng bảng tại nhà thi đấu Ninh Bình, và thậm chí trước đó họ cũng đã tham dự giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền cũng diễn ra ở đây. Lê Hoài Hận phát bóng. Ngọc Trí đã không thể thắng được các tay chắn áo xanh. Đó là một tình huống chắn hai thành công, 14-11 cho La Vi Long An. Nhưng cũng phải thừa nhận là rất khó cho Ngọc Trí trong tình huống vừa rồi. Đó là một tình huống bị động của cây đối chuyền mang áo số 11, khi mà các đồng đội của anh đã có những tình huống bước 1 và bước 2 tương đối lập bập. Tín hiệu xin tạm dừng trận đấu để hội ý của các thành viên xổ số Kiến Thiết Vĩnh Long. Vĩnh Long đã để cho Long An dẫn 3 điểm liên tiếp. Xổ số Vĩnh Long, xổ số Kiến Thiết Vĩnh Long là đội bóng đã giành quyền lên chơi ở giải vô địch quốc gia năm nay sau khi vô địch giải hạng A năm 2021. Đó là một giải đấu mà xổ số Kiến Thiết Vĩnh Long đã vô địch mà không để thua một trận nào. Họ toàn thắng 11 trận kể từ đầu giải, và trong đó có tới 8 trận thắng với tỷ số 3-0 hoặc 3-1. Cho xổ số Kiến Thiết Vĩnh Long. Hơi vời. Yesana. Điểm cho La Vi Long An, 15-12. Chủ công người Campuchia Piesana Voron là chủ công sinh năm 2001. Anh cao 1m93 và có tầm đập bóng lên tới 3m32. Hữu Trường phát bóng. Thêm một điểm nữa cho La Vi Long An, 16-12, một tình huống chắn bóng thành công. Nói một cách công bằng thì dù La Vi Long An là đội bóng xếp cuối ở bảng 5 đội, ở bảng B thi đấu tại Vĩnh Phúc, nhưng phải nói là bảng 5 đội của La Vi Long An là một bảng đấu quy tụ toàn những đội bóng mạnh, một bảng đấu có thể coi là bảng tử thần ở giải Nam. Và do đó thì khi mà thi đấu ở vòng đấu xếp hạng từ 9 đến 11 thì La Vi Long An vẫn được đánh giá là sẽ nhỉnh hơn so với Bến Tre và xổ số Kiến Thiết Vĩnh Long. Một pha đập chồng, và người ghi điểm đó là Viesena. 17-13. Vietsana phát bóng. Điểm cho xổ số Kiến Thiết Vĩnh Long, 14-17. Ghi điểm của một phụ công. Đó có vẻ như là pha ghi điểm của Quang Trường.
Ngọc Trí. Một pha đánh lòng tay của Ngọc Trí và thêm một điểm nữa cho xổ số Kiến Thiết Vĩnh Long. 15-17. Tuấn Anh. 18-15. Pha ghi điểm của Bùi Công Tuấn Anh. Một pha ghi điểm ở vị trí số 4 của chủ công mang áo số 10. Đây là cơ hội cho Long An. Và đã có thêm một điểm nữa cho La Vi Long An. Trọng tài xác định bóng đã rơi trong sân của xổ số Kiến Thiết Vĩnh Long. 19-15 cho La Vi Long An. Đó là pha ghi điểm của Bùi Công Tuấn Anh. Người phát bóng là phụ công Quán Ngọc. Bước một như thế này thì rất khó để có thể yêu cầu Trung Hiếu có được những pha chuyền tốt. 16-19 cho xổ số Kiến Thiết Vĩnh Long. Một pha dội bom nữa của Viesana. Một tình huống đập giãn biên của chủ công mang áo số 20. Và đã có điểm số thứ 20 cho La Vi Long An. Điểm cho xổ số Kiến Thiết Vĩnh Long. Pha ghi điểm của chủ công Phúc Thịnh. 17-20. Và sau khi Phúc Thịnh ghi điểm thì anh đã lập tức được rút ra sân và thay bằng Thanh Bá số 14. Một sự thay đổi ở vị trí chủ công của các thành viên xổ số Kiến Thiết Vĩnh Long. Cho La Vi Long An. Và ngay lập tức thì huấn luyện viên Nguyễn Hùng Sơn đã phải xin tạm dừng hội ý, lần hội ý chiến thuật 30 giây thứ hai của xổ số Kiến Thiết Vĩnh Long ở trong set đấu đầu tiên này. Ba mươi giây hội ý đã trôi qua. Xổ số Kiến Thiết Vĩnh Long đã sử dụng cả hai quyền xin tạm dừng trận đấu để hội ý của mình ở trong set đấu đầu tiên này. Tuấn Anh phát bóng. Một tình huống đánh bóng bay
Đó là điểm cho xổ số kín nhất Vĩnh Long, 18-22. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Và ghi điểm của Ngọc Trí. Ngọc Trí điểm cho xổ số kiến thiết Vĩnh Long 19-23. Và đó tiếp tục là tình huống ghi điểm của Ngọc Trí. Ngọc Trí phát bóng. Có chạy lần không? Không. Đó là điểm cho xổ số kiến thiết Vĩnh Long. Như vậy là sau khi hai trọng tài Nguyễn Việt Phương và Nguyễn Tấn Tiến hội ý với nhau thì trọng tài Nguyễn Việt Phương vẫn quyết định giữ nguyên quyết định của mình, đó là cho điểm với các cầu thủ xổ số kiến thiết Vĩnh Long. Đã có lỗi hàng sau của La Vi Long An, lỗi hàng sau tấn công. Cho xổ số kiến thiết Vĩnh Long 21-23. Có lẽ là huấn luyện viên Nguyễn Quốc Vũ sẽ phải thay truyền hai thôi. Trong quãng thời gian đã qua thì cây truyền hai Văn Mạnh không thực sự phối hợp ăn ý với các đồng đội, và đây là một ví dụ. Văn Mạnh đã không phối hợp ăn ý với đồng đội Quán Ngọc trong tình huống đánh ở vị trí số 3 vừa rồi. Và huấn luyện viên Nguyễn Quốc Vũ đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Huấn luyện viên Nguyễn Quốc Vũ cùng với trợ lý Trịnh Nguyễn Hoàng Huy từng là những huấn luyện viên trưởng và trợ lý huấn luyện viên của đội 1 VTV Bình Điền Long An. Những con người cũ trên ban huấn luyện, trên băng ghế huấn luyện của La Vi Long An lúc này đều đã từng là những thành viên của bóng chuyền nam Long An cũng như là Hoàng Long Long An trong quá khứ. Như vậy là phụ công Quán Ngọc đã rời sân. Người vào sân đó là Hữu Tài. Một sự thay đổi ở vị trí phụ công. La Vi Long An tưởng như đã có thể có được chiến thắng ở set mở màn khi đã dẫn 23-20. Nhưng bây giờ thì họ đang có nguy cơ sẽ để cho xổ số kín nhất Vĩnh Long gỡ hòa. Nhưng đã có điểm số thứ 24 cho La Vi Long An rồi. Đó là set point cho La Vi Long An. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Pha đánh bóng của VS Sana. Bóng trong sân rất rõ ràng và đó là set point cho La Vi Long An. Ba cơ hội để cho La Vi Long An giành được điểm thắng ở trong set đấu này. 22-24 vẫn còn. Hy vọng vẫn còn cho Ngọc Trí và các đồng đội. Xổ số kiến thiết Vĩnh Long đã thay vận động viên. Thanh Bá rời sân và người trở lại sân đó là Phúc Thịnh. Những sự lựa chọn người ở vị trí chủ công.
Viesana, một tình huống đánh bóng cắm của Viesana. 25-22, như vậy là La Vi Long An đã có được chiến thắng ở trong set đấu đầu tiên, để qua đó dẫn 1-0. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng tiếp tục trở lại với nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình để theo dõi những diễn biến trực tiếp trận đấu giữa La Vi Long An và xổ số Kiến Thiết Vĩnh Long. Trận đấu phân hạng 9-10 của giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Khóa Chất Đức Giang năm 2022. Đây cũng là trận đấu mà đội nào thắng sẽ trụ lại ở sân chơi vô địch quốc gia, còn đội thua sẽ phải xuống chơi ở giải hạng A. Và đã có điểm số đầu tiên trong set đấu thứ hai cho các cầu thủ La Vi Long An. Trọng tài đã bắt lỗi hai chạm với xổ số Kiến Thiết Vĩnh Long. 1-0 cho La Vi Long An. Kiesana. 2-0 cho La Vi Long An. Khi mà các đội bóng thuê ngoại binh thì La Vi Long An thực sự là đã khiến cho rất nhiều người bất ngờ. Hầu hết các đội bóng, một là sẽ lựa chọn những ngoại binh tới từ châu Mỹ, hai là sẽ sử dụng những ngoại binh tới từ Thái Lan. Thì La Vi Long An lại thuê tới hai ngoại binh, nhưng là hai ngoại binh, một người của Campuchia, Viesana, và một người là của Đài Bắc Trung Hoa, Hoàng Xin Chan. Như vậy là đã có tình huống challenge của các cầu thủ xổ số Kiến Thiết Vĩnh Long. Không, như vậy là không challenge. Điểm vẫn là 3-0 cho La Vi Long An. 1-3, không, 4-0, 4-0 cho La Vi Long An. Bước 1 của Asanafan. Đến đây thì sao, đã không thể thắng được các tay chắn của La Vi Long An. Hai tay chắn của La Vi Long An với sự góp mặt của Hoài Hận đã đánh bại Ngọc Trí trong tình huống vừa rồi. Viesana. Asanafan.
Tiếp tục là Viesana. Ngọc Trí. Điểm cho xổ số Kiến Thiết Vĩnh Long. 1-4. Phát bóng là chủ công Phúc Thịnh. Viesana. Thêm một điểm nữa cho La Vi Long An. 5-1. Asana Phan. 2-5 cho xổ số Kiến Thiết Vĩnh Long. Sau trận đấu giữa La Vi Long An và xổ số Kiến Thiết Vĩnh Long thì trong ngày hôm nay, giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang vòng chung kết và xếp hạng nam sẽ còn có hai cặp đấu khác. Vào lúc 18 giờ sẽ là cặp đấu giữa Biên Phòng gặp Thành phố Hồ Chí Minh, và vào lúc 20 giờ sẽ là cặp đấu giữa Hà Tĩnh và Thể Công. Đó là hai cặp đấu nằm ở nhóm tranh hạng từ 5 đến 8. Giải Nam năm nay đã chứng kiến rất nhiều những bất ngờ khi mà hai đội bóng được đánh giá cao hơn là Thành phố Hồ Chí Minh và Thể Công đã nhận thất bại trước Hà Nội và Vật Liệu Xây Dựng Bình Dương đều sau 5 set đấu. Ở giải nữ thì cũng đã có bất ngờ cực lớn khi mà nhà vô địch năm ngoái Bộ Tư lệnh Thông tin đã trở thành cựu vương khi bị Gelesimco Thái Bình loại ở vòng đấu tứ kết. Và mùa giải năm nay cũng là mùa giải đầu tiên kể từ khi giải bóng chuyền các đội mạnh được nâng lên thành giải vô địch quốc gia kể từ năm 2004. Bộ Tư lệnh Thông tin văng ra khỏi top 4 đội hàng đầu ở giải nữ. Một điểm nữa cho La Vi Long An, lỗi dính bóng. Lỗi dính bóng của một cầu thủ Vĩnh Long. Có vẻ như là lỗi dính bóng của số 15. Phụ công Quang Trường. Quang Trường cũng đang có dấu hiệu bị đau. Dường như là Quang Trường đã không có được thăng bằng tốt trong tư thế tiếp đất sau tình huống chắn bóng vừa rồi. Dù bóng chuyền không phải là một môn thể thao đối kháng, không có những tình huống va chạm giữa hai vận động viên của hai bên, nhưng cũng không thiếu những trường hợp cầu thủ gặp những chấn thương rất nặng khi mà tiếp đất không có được tư thế thuận lợi. Đầu gối của Quang Trường có lẽ là đã bị chấn thương. Không rõ là anh có thể tiếp tục thi đấu được nữa hay không, nhưng với tình trạng này thì rất khó tin nếu như Quang Trường sẽ có thể trở lại trong quãng thời gian tiếp theo. Sẽ là một thiệt thòi cho xổ số Kiến Thiết Vĩnh Long. Bây giờ thì xổ số Kiến Thiết Vĩnh Long đã phải thay phụ công. Người vào sân sẽ là Minh Tú. Minh Tú số 9 để vào sân thay cho Quang Trường. Một sự thay đổi ở vị trí phụ công của xổ số Kiến Thiết Vĩnh Long. Tỷ số lúc này đang là 7-3 cho La Vi Long An ở set đấu thứ hai. Set đầu tiên thì La Vi Long An cũng đã thắng 25-22.
Không được. Chuyền hay của số số Kiến Thiết Vĩnh Long trong tình huống vừa rồi. Trung Hiếu đã chơi không thực sự tốt. Số số Kiến Thiết Vĩnh Long còn một cây chuyền hai khác ở bên ngoài. Đó là Trọng Quỳnh và ngay lập tức huấn luyện viên Nguyễn Hùng Sơn có lẽ cũng đã đồng quan điểm với tôi. Huấn luyện viên Nguyễn Hùng Sơn đã thay chuyền hai. Lúc này thì chuyền hai trên sân của số số Kiến Thiết Vĩnh Long là Trọng Quỳnh. Đây là Trọng Quỳnh đập trồng điểm cho sổ số Kiến Thiết Vĩnh Long và người ghi điểm đó là Asana Phan. Sự thay đổi chuyền hai của Vĩnh Long ngay lập tức đã phát huy được tác dụng. Điểm 4-8 cho sổ số Kiến Thiết Vĩnh Long. Tấn công từ hàng sau. Pha đánh bóng của VS Sana. Bóng vẫn còn. Cơ hội cho La Vi Long An. Tiếp tục là VS Sana. Lần này thì đã không có ai theo bóng trong tình huống vừa rồi. 9-4 cho La Vi Long An. Một pha bật nhảy từ sau vạch 3m. Từ sau vạch 3m của chủ công người Campuchia. Viesana Vorun. Và đánh bóng của Ngọc Trí. Trọng Quỳnh chuyền cho ai? Đó là Phúc Thịnh. Điểm cho sổ số Kiến Thiết Vĩnh Long. 5-9. Người phát bóng là phụ công Minh Tú, người đã vào sân để thay cho Quang Trường chấn thương. Phát bóng ăn điểm ngay. 6-9 cho sổ số Kiến Thiết Vĩnh Long. Tình huống đánh hai chuyền. Nhưng đã có thêm một điểm nữa cho sổ số Kiến Thiết Vĩnh Long. 7-9. Đó là một tình huống đánh hai chuyền nhưng không thành công của Văn Mạnh. Bảy chín cho sổ số Kiến Thiết Vĩnh Long. Minh Tú phát bóng. Thêm một điểm nữa, lỗi dính bóng với một cầu thủ của La Vi Long An. 8-9 cho sổ số Kiến Thiết Vĩnh Long. Và La Vi Long An, huấn luyện viên Nguyễn Quốc Vũ cũng đã thay chuyền hai. Lúc này thì chuyền hai trên sân của La Vi Long An, Văn Mạnh đã phải rời sân và nhường lại vị trí cho một cầu thủ khác. Đó là số 3. Số 3 Trung Lương. Điểm 10-8 cho La Vi Long An. La Vi Long An và sổ số Kiến Thiết Vĩnh Long. Cả hai đội đều đã thay chuyền hai. Vĩnh Long thay Trung Hiếu bằng Trọng Quỳnh. Còn La Vi Long An thì thay Văn Mạnh bằng Trung Lương. Điểm cho La Vi Long An. Và đánh bóng của Bùi Công Tuấn Anh. Điểm La Vi Long An 11-8. 11-8. Một tình huống đập giãn biên của Bùi Công Tuấn Anh. Bóng đi về góc cuối sân. 11-8 cho La Vi Long An. Trung Lương phát bóng, đó là chuyền hai của La Vi Long An.
phát bóng ra ngoài. Điểm cho xổ số Kiến Thiết Vĩnh Long 9-11. Trọng Quỳnh phát bóng. Điểm cho xổ số Kiến Thiết Vĩnh Long 10-11. Pha đánh bóng của Ngọc Trí, bóng đã chạm vào tay chắn áo xanh trước khi bay ra ngoài. Pha đánh bóng của Tuấn Anh. Điểm cho La Vi Long An 12-10. Một đường truyền dài của Trung Lương cho Tuấn Anh ở vị trí số 2. 12-10 cho La Vi Long An. Hassan Afan. Trung Lương. Trung Lương và Hoài Hận. Piesana. 13-10 điểm cho La Vi Long An. Mỗi đội bóng khi thề ngoại bình đều có những mục đích khác nhau. Có đội để đua tranh chức vô địch, có đội để chủ hạng. Và với La Vi Long An, đây là trận đấu mà họ cần Vietsana nhất. Chủ công người Campuchia đến bây giờ vẫn đang chơi tròn vai. Chúng ta có thể thấy tại nhà thi đấu Ninh Bình lúc này thì các cầu thủ của Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có mặt. Sau trận đấu giữa La Vi Long An và xổ số Kiến Thiết Vĩnh Long sẽ là cặp đấu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Biên Phòng. Cặp đấu nằm ở nhóm tranh hạng từ 5 đến 8. Vietsana. Trung Lương và Hoài Hận đã không để thắng được một tình huống chắn hai. Một tình huống chắn hai của các cầu thủ xổ số Kiến Thiết Vĩnh Long. 12-13. Một tình huống chắn hai với Asanavan và Nhật Tân. Phúc Thịnh phát bóng. Asanavan. Tiếp tục là Asanavan đánh bóng trên chắn. Nhưng bóng vẫn còn. Nhưng sau đó thì đã có điểm cho xổ số Kiến Thiết Vĩnh Long 13 đều. Bây giờ thì cách biệt điểm số trong set đấu thứ hai đã bị san lấp 13 đều. Và huấn luyện viên Nguyễn Quốc Vũ vẫn chưa sử dụng một trong hai quyền xin tạm dừng trận đấu để hội ý của mình ở trong set đấu này. Vietsana. Asanavan. Màn so tài giữa hai ngoại binh Vietsana và Asanavan. Điểm cho La Vi Long An 14-13. Ghi điểm của Trần Hoàng Nhật Tân.
Viesana. Hữu Trường. Điểm cho La Vi Long An. Điểm cho sổ số Kiến Thiết Vĩnh Long 15 đều. Bóng ngoài 16-15 cho La Vi Long An. Ngọc Trí. Một pha đập giãn biên của đối chuyền số 11. Điểm cho La Vi Long An 17-15. Viesana phát bóng. Trong đội hình của Thành phố Hồ Chí Minh, đội bóng sẽ đánh trận sau trận đấu giữa Long An và Vĩnh Long. Cũng có những cựu thành viên của Long An. Đó là chủ công Lê Quang Khánh. Mùa trước thì Long An được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc và họ còn có chủ công đối chuyền Quốc Dư. Nhưng bây giờ thì Quốc Dư đã cập bến Sanet Khánh Hòa. Quốc Dư và Quang Khánh có lẽ là hai nhân tố nổi bật nhất trong khoảng 10 năm trở lại đây của bóng chuyền Nam Long An. Điểm cho sổ số Kiến Thiết Vĩnh Long, bóng đã chạm vào tay chắn và bay ra ngoài. 16-18. Bóng chuyền Vĩnh Long cũng là một địa phương có rất nhiều những nhân tố tài năng. Thậm chí năm 2014 tại Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 7, bóng chuyền Nam Vĩnh Long còn giành huy chương vàng. Nhưng vấn đề là những khó khăn về tài chính của đội bóng này đã không thể giữ chân những ngôi sao của họ. Lần lượt những cái tên đã rời đội bóng chuyền Nam Vĩnh Long để đi đến các đội bóng khác để nhận được những lời mời hấp dẫn hơn, như là Từ Thanh Thuận, Đinh Văn Tú hay là Hoài Phương. La Vi Long An lại thay chuyền hai. Trung Lương rời sân, anh trả lại vị trí cho Văn Mạnh. Tỷ số bây giờ là 17-18 cho sổ số Kiến Thiết Vĩnh Long. Viesana, điểm cho La Vi Long An 19-17. Quán Ngọc phát bóng. Trọng Quỳnh và Minh Tú. Điểm 18-19 cho sổ số Kiến Thiết Vĩnh Long.
Viesana. 20-18 cho La Vi Long An. Một tình huống bật nhảy từ vạch 3m, từ sau vạch 3m của Viesana. Ngọc Trí cày đối chuyền của số số Kiến Thiết Vĩnh Long cũng vừa đáp trả với một tình huống tương tự, đánh bóng từ hàng sau. 19-20. Thêm một điểm nữa cho La Vi Long An. Đó là pha ghi điểm của Hữu Trường. Cây đối chuyền trong đội hình của La Vi Long An. Tuấn Anh phát bóng. Điểm cho La Vi Long An 22-19, lỗi hai chạm. Lỗi hai chạm với một cầu thủ của số số Kiến Thiết Vĩnh Long. Và số số Kiến Thiết Vĩnh Long đã xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Pha đánh bóng của Ngọc Trí. Điểm cho sổ số Kiến Thiết Vĩnh Long. Liệu có phải không? Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Góc quay này chưa thể xác định được. Bóng có chạm tay chắn hay không? Như vậy là trọng tài cho điểm Vĩnh Long. Tài xác định bóng ở trong sân của Long An. Trong tình huống đánh bóng vừa rồi của Ngọc Trí. Asana Phan. 21-22. Viesana cứu bóng nhưng không thành công, mất rồi, lỗi 4 chuyền. Đấy là như vậy. 23-21 cho La Vi Long An. Hoài Hận phát bóng. Pha ghi điểm của phụ công số 11 Quán Ngọc. Hai mươi bốn 21 set point cho La Vi Long An. Và huấn luyện viên Nguyễn Hùng Sơn đã sử dụng đến quyền xin tạm dừng trận đấu để hội ý thứ hai của mình ở trong set đấu này. Nhưng có lẽ mọi thứ đã nằm ngoài tầm với của số số Kiến Thiết Vĩnh Long mất rồi.
Phải nói là thể thức thi đấu của mùa giải năm nay sẽ là rất khắc nghiệt với những đội bóng top dưới, khi có tới 2 đội sẽ phải xuống chơi ở giải hạng A. Và những kết quả bốc thăm chia bảng cũng thực sự là không có lợi cho những đội bóng phải đua trụ hạng. Rõ ràng là so với Sổ số Kiến Thiết Vĩnh Long hay là Bến Tre thì La Vi Long An được đánh giá cao hơn hẳn. Nhưng đội bóng này lại phải rơi vào một bảng đấu rất mạnh và họ đã không thể có được thứ hạng cao, buộc phải đi vòng chung kết ngược. Vẫn còn tới 2 cơ hội nữa để dứt điểm trận đấu thứ 2 này cho La Vi Long An. Và bên phía Sổ số Kiến Thiết Vĩnh Long, huấn luyện viên Hùng Sơn vừa thay Quốc Cuộc vào sân. Quốc Cuộc là một vận động viên chơi ở vị trí đối chuyền, anh có những tình huống phát bóng rất khó chịu. Nhưng đáng tiếc là Quốc Cuộc lại phát bóng ra ngoài, và đó là điểm số thứ 25 cho La Vi Long An. La Vi Long An tiếp tục giành chiến thắng ở set đấu thứ 2 với tỷ số là 25-22. Một tỷ số giống như ở set đấu đầu tiên, và La Vi Long An chỉ còn cách tấm vé trụ hạng ở giải vô địch quốc gia mùa sau đúng một set thắng nữa thôi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng tiếp tục trở lại với nhà thi đấu Ninh Bình để theo dõi những diễn biến trực tiếp cặp đấu giữa La Vi Long An và Sổ số Kiến Thiết Vĩnh Long. Đây là set đấu thứ 3, set đấu mà Sổ số Kiến Thiết Vĩnh Long bắt buộc phải giành chiến thắng nếu họ còn muốn góp mặt ở sân chơi vô địch quốc gia mùa sau. La Vi Long An đang tạm dẫn 2-0 sau 2 set đấu. Thấy cho huấn luyện viên Nguyễn Quốc Vũ thắng cả 2 set 1 và set 2 với cùng tỷ số 25-22. Điểm cho La Vi Long An. Lỗi chạm lưới với cầu thủ của Sổ số Kiến Thiết Vĩnh Long, với vận động viên của Vĩnh Long rất rõ ràng. 1-0 cho La Vi Long An. Người phát bóng là Văn Mạnh, cây chuyền 2 của La Vi Long An. Đập chồng. Điểm cho Sổ số Kiến Thiết Vĩnh Long.
Pha ghi điểm của Phúc Thịnh, 1-1. Bùi Công Tuấn Anh phát bóng. Không thể thắng được tay chắn của VS Sana. 3-1 cho La Vi Long An. Phan điểm 2-3. Ba đều cho sổ số Kiến Thiết Vĩnh Long. Và lúc này thì cuộc đua trụ hạng ở giải nữ đã ngang ngũ khi mà Kinh Bắc Bắc Ninh đã có được chiến thắng trước Đắk Lắk trong ngày thi đấu hôm nay. Như vậy là ở giải nữ hai đội bóng sẽ phải xuống chơi ở giải hạng A mùa sau, đó là Bamboo Airways Vĩnh Phúc và Đắk Lắk. Ở giải nam thì Bến Tre là cái tên đầu tiên phải xuống chơi ở giải hạng A mùa sau, và đội còn lại sẽ là đội thua trong trận đấu ngày hôm nay giữa La Vi Long An và sổ số Kiến Thiết Vĩnh Long. Điểm cho sổ số Kiến Thiết Vĩnh Long. 4-4. Ngọc Trí phát bóng. Asanafan. Asanafan. Và xử lý của VS Sana. Điểm cho La Vi Long An. Lỗi hai chạm với một cầu thủ Vĩnh Long. 5-4 cho La Vi Long An. Hữu Trường phát bóng. Asanafan. 5-5. Asanafan là một chủ công tài năng. Điều đó là điều không có gì phải bàn cãi khi anh là một thành viên của đội tuyển bóng chuyền Nam Thái Lan, một trong những đội bóng có thể nói là mạnh trong top đầu của khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên thì Asanafan chưa thể hiện được quá nhiều điều trong trận đấu ngày hôm nay. Một phần có lẽ là bởi thời tiết, hoặc cũng có thể do anh chưa có được sự phối hợp tốt cùng với cây truyền hai, cây truyền hai trung hiếu của sổ số Kiến Thiết Vĩnh Long. VS Sana phát bóng. Phát bóng không qua lưới, 6-6.
Sự sớm kiến thiết Vĩnh Long thay đổi vận động viên số 5 ra số 4 Trần Hoàng Khang và Vĩnh Long thay phụ công Hoàng Khang vào sân để thay cho Nhật Tân. Và người phát bóng là Minh Tú, một phụ công khác. Điểm cho La Vi Long An 7-6. Quán Ngọc phát bóng. Điểm cho sổ số Kinh Vĩnh Long lỗi hai chạm. 7-7. Đây là lỗi hai chạm với Hữu Trường. Anh 8-7 cho La Vi Long An. Chúng ta xem lại tình huống này. Một pha đập trên chắn của Tuấn Anh. Phúc Thịnh phát bóng. Pha ghi điểm của Tuấn Anh 9-8 cho La Vi Long An. Một tình huống phối hợp đánh chồng. Asanafan không thắng được tay chắn áo xanh. Tiếp tục là Asanafan. Lần này thì Asanafan lại đánh bóng không qua lưới. 18 cho La Vi Long An. Asanafan điểm cho Vĩnh Long 9-10. Đánh bóng của Vietsana. Bóng ngoài. Đó là điểm số cho La Vi Long An. Và trước đó thì trọng tài cũng đã bắt lỗi chạm lưới với một cầu thủ của sổ số Kiến Thiết Vĩnh Long. 11-9 cho La Vi Long An. Lê Hoài Hận phát bóng. Ngọc Trí đã không để thắng được tay chắn của La Vi Long An. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Đó là tay chắn của ai? Đó là tay chắn của Vietsana. Một tình huống chắn đôi cùng với Quán Ngọc. Điểm cho sổ số Kiến Thiết Vĩnh Long. Và ghi điểm của phụ công Minh Tú. Vĩnh Long có lẽ sẽ cần phải có nhiều hơn những tình huống đánh ghi điểm ở vị trí số 3 như thế này. Bởi cảm giác hai biên 2 và biên 4 của sổ số Kiến Thiết Vĩnh Long thường xuyên bị các tay chắn của La Vi Long An hóa giải. Vietsana vẫn đang phối hợp rất tốt với các đồng đội ở La Vi Long An.
một miếng đánh chồng ở vị trí số 3. Một tình huống phối hợp với phụ công Quán Ngọc. Một điểm nữa cho La Vi Long An. 13-10. Hữu Trường phát bóng. Đó là một tình huống đánh hai chuyền của cây chuyền 2 Trung Hiếu. Mười một, mười ba. Trung Hiếu đã lựa chọn giải pháp đánh hai chuyền, chứ anh không chuyền bóng cho đồng đội. Đó là một tình huống chuyền bóng nếu có sẽ là trong tư thế khó của Trung Hiếu. 13, 11, 13. Và đánh bóng qua Sanafan. Trung Hiếu và Ngọc Trí. Và thêm một lần nữa thì Vietsana lại hóa giải tình huống đánh bóng của Ngọc Trí. 14-11 cho La Vi Long An. Vietsana rời sân. Và người vào sân đó là Hoàng Sin Chan, vận động viên của Đài Bắc Trung Hoa. Phát bóng ra ngoài, điểm cho xổ số Kiến Thiết Vĩnh Long. Hoàng Sin Chan, vận động viên của Đài Bắc Trung Hoa, cũng là một chủ công. Đây là vận động viên sinh năm 1999, có chiều cao 1m83. Vẻ như là đã có tín hiệu challenge. Bóng ngoài. Đó là tình huống challenge có lẽ là của đội Nam La Vi Long An. Trong tình huống phát bóng vừa rồi của Hoàng Sin Chan. Nhưng đó là một tình huống challenge không thành công của Long An. Và như vậy là huấn luyện viên Nguyễn Quốc Vũ sẽ chỉ còn một lần challenge, một lần khiếu nại ở trong set đấu thứ 3 này mà thôi. Quyết định của các trọng tài trong tình huống vừa rồi là hoàn toàn chính xác. Bóng ra ngoài. Và đã có điểm số cho xổ số Kiến Thiết Vĩnh Long. Tuấn Anh. Đó là Sanafan. Những trọng tài cho điểm La Vi Long An 15-12. Có vẻ như là trọng tài xác định tình huống vừa rồi bóng ra ngoài. Điểm cho La Vi Long An 16-12. Xổ số Kiến Thiết Vĩnh Long đã xin tạm dừng trận đấu để hội ý lần thứ nhất ở trong set đấu thứ 3 này. Tỷ số lúc này là 16-12 nghiêng về La Vi Long An. Long An đang dẫn 4 điểm.
tình huống phối hợp giữa Trọng Quỳnh và Phúc Thịnh. Điểm cho xổ số Kiến Thiết Vĩnh Long 13-16. Nỗ lực cứu bóng của Hữu Trường nhưng đã không thể giúp cho đội nhà tránh khỏi một điểm thua. Trọng Quỳnh phát bóng. Hoài Hận. Đó là pha đánh bóng của Tuấn Anh. Bóng đã chạm chắn và bay ra ngoài. Điểm cho La Vi Long An 17-13. Bóng đã chạm chắn và bay ra ngoài sân. Điểm cho xổ số Kiến Thiết Vĩnh Long 14-17. Hữu Trường một tình huống bỏ nhỏ. Asana Phan. Điểm cho La Vi Long An, bóng trong sân rồi. Bóng đã dội vào tay chắn và rơi trong sân của Vĩnh Long. 18-14 cho La Vi Long An. Điểm cho xổ số Kiến Thiết Vĩnh Long. Lỗi hai chạm. Đội La Vi Long An yêu cầu challenger bóng chạm tay chắn. La Vi Long An đã quyết định khiếu nại. Huấn luyện viên Nguyễn Quốc Vũ đã sử dụng quyền challenge của mình. Đây là quyền challenge còn lại của La Vi Long An ở trong set đấu thứ 3 này. Trước đó họ đã challenge không thành công với một tình huống phát bóng ra ngoài của Hoàng Sinh Trang. Đây là lần challenge với tình huống huấn luyện viên Nguyễn Quốc Vũ cho rằng bóng đã chạm vào tay chắn. Như vậy là trọng tài đã quyết định cho đánh lại đúng vừa rồi. La Vi Long An đã challenge thành công và trọng tài cho đánh lại tình huống vừa rồi. Đó là một tình huống mà Hoài Hận đã đánh bóng chặn tay chắn của Vĩnh Long. Do đó thì trọng tài không thể bắt lỗi hai chạm hay bốn chuyền với các cầu thủ La Vi Long An. 16-18 cho xổ số Kiến Thiết Vĩnh Long. Viesana hơi với tình huống vừa rồi của chuyền 2. Viesana. Điểm cho La Vi Long An 19-16. Hoài Hận phát bóng.
điểm 17-19 cho sổ số Kiến Thiết Vĩnh Long. Pha ghi điểm của phụ công Minh Tú. Hassan Afan. Thể như là Hassan Afan đánh bóng ra ngoài, đúng là như vậy. 20-17 cho La Vi Long An. Cả hai cây truyền hài của sổ số Kiến Thiết Vĩnh Long đều chưa thể phát huy được tài năng của chủ công người Thái Lan, Hassan Afan Chantajon. Trọng Quỳnh và Minh Tú đã có điểm cho sổ số Kiến Thiết Vĩnh Long. Mười tám hai mươi. Bây giờ cách biệt chỉ còn là một điểm mà thôi. Và La Vi Long An đã xin tạm dừng trận đấu để hội ý lần thứ nhất trong set đấu thứ 3 này. Trước đó thì Vietsana đã có một tình huống đánh bóng ra ngoài, một pha đập giãn biên của chủ công người Campuchia nhưng đã không thành công. Tài vào sân để thay cho Quán Ngọc, một sự thay đổi ở vị trí phụ công của La Vi Long An. Hassan Afan. Vietsana. Bên phía sổ số Kiến Thiết Vĩnh Long, Quốc Cuộc cũng đã vào sân. Nhưng vừa có điểm số thứ 21 cho La Vi Long An. Vẻ như là Quốc Cuộc đã bị chấn thương trong quá trình chuẩn bị cho giải vô địch quốc gia, bởi tại giải bóng chuyền cúp Hoa Lư Bình Điền vừa qua thì Quốc Cuộc mới chính là cây đối chuyền số 1 của sổ số Kiến Thiết Vĩnh Long, chứ không phải là số 11 Lê Ngọc Trí. Minh Tú phát bóng. Vietsana. 22-20. Trọng Quỳnh. Hassan Afan. Tuấn Anh. Điểm cho sổ số Kiến Thiết Vĩnh Long 21-22. Thank you.
23-21 cho La Vi Long An. Chiến thắng đang ở rất gần với thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Quốc Vũ. Đó là một tình huống đánh chồng, sự phối hợp giữa Hoài Hận và Bùi Công Tuấn Anh cùng với tay truyền hài Văn Mạnh. Trọng Quỳnh chuyền cho ai? Đó là Ngọc Trí. 22-23 cho sổ số Kiên Thiết Vĩnh Long. Phúc Thịnh phát bóng. Pha đánh bóng của Bùi Công Tuấn Anh. 24-22. Matchpoint cho La Vi Long An. Một điểm nữa thôi, La Vi Long An sẽ chính thức trụ lại ở giải vô địch quốc gia mùa này, ở giải vô địch quốc gia mùa sau. Họ sẽ giành quyền tham dự giải vô địch quốc gia mùa giải 2023. Còn một điểm nữa thôi, để thua thêm một điểm nữa thì sổ số Kiến Thiết Vĩnh Long sẽ cùng với Bến Tre phải chơi ở giải hạng A mùa sau. 23-24. Những nỗ lực của Vĩnh Long để có thể níu kéo hy vọng đã trở nên vô cùng mong manh, trụ lại ở sân chơi vô địch quốc gia mùa này. Người phát bóng là Hoàng Khang. Yesana. Asana Phan. Nỗ lực của Asana Phan. 24 đều. Tưởng như mọi hy vọng đã trở nên rất mong manh với sổ số Kiến Thiết Vĩnh Long, thì họ lại bất ngờ gỡ hòa 24 đều. Và đây là lần xin tạm dừng trận đấu để hội ý của La Vi Long An. Chiến thắng đã ở rất gần với thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Quốc Vũ, nhưng không hiểu sao họ lại để thua liên tiếp 2 điểm. Những phút giây phải nói là rất căng thẳng. Trên lý thuyết thì đây là trận đấu tranh hạng 9-10. Trận đấu tranh hạng 9. Nhưng thực tế thì đây là trận đấu chung kết ngược. Đội thắng sẽ ở lại với giải vô địch quốc gia. Đội thua sẽ phải mất một mùa giải thi đấu ở giải hạng A để tìm lại đường trở về với giải vô địch. 25-24. Set point cho sổ số Kiến Thiết Vĩnh Long. Bước 1 không tốt của một vận động viên La Vi Long An đã khiến cho Long An phải trả giá. Set point cho sổ số Kiến Thiết Vĩnh Long. Hoàng Khang phát bóng. Vietsana. 25 đều. Thêm một điểm nữa cho La Vi Long An. Thêm một cơ hội nữa để họ có được điểm số quyết định của trận đấu này. Ở phía xa thì các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh, Văn Học, Quang Khánh và các đồng đội cũng đang rất chờ đợi sẽ có thể thi đấu trận đấu tiếp theo với Biên Phòng. Trận đấu theo lịch sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ. Nhưng có lẽ là sẽ muộn hơn. Trọng tài xác định bóng trong sân. Một tình huống phát bóng ăn điểm ngay. Sổ số Kiến Thiết Vĩnh Long không challenge. Như vậy là trận đấu đã kết thúc với chiến thắng cho La Vi Long An.
là Vì Long An đã trở thành đội bóng cuối cùng giành quyền góp mặt ở giải vô địch quốc gia mùa giải 2023. Họ đã trụ hạng thành công sau khi đánh bại xổ số Kiến Thiết Vĩnh Long trong trận đấu ngày hôm nay với tỷ số là 3-0. Tỷ số cụ thể của 3 set đấu lần lượt là 25-22, 25-22 và 27-25. Như vậy là 4 đội bóng phải xuống chơi ở giải bóng chuyền hạng A quốc gia mùa giải năm sau. 4 đội bóng rớt hạng từ giải vô địch quốc gia năm nay đều đã được xác định. Ở giải nam, 2 đội là Bến Tre và xổ số Kiến Thiết Vĩnh Long. Còn ở giải nữ, đó là Đắk Lắk và Bamboo Airways Vĩnh Phúc. 2 đội bóng đã trụ hạng.